À, đây là cái rơi rồi đó. Sau cái rơi thì không quan tâm đến cái phần dưới nữa, mình chỉ quan tâm phần trên thôi. Từ đây lại chấm cho em điểm chơi đôi. Hoặc nếu mà dễ hơn nhá thì không chơi đôi nữa mà từ đây ngắm cái đầu luôn. Tức là so sánh từ đây lên đây bằng bao nhiêu phần cái đầu. Để ý cách làm bài. Nhìn này, như thế này là mình có thể ước lượng được ba cái đầu ở đây này. Chia ba là phần này ra đúng không? Thì đây nó làm đây, đây cũng là ba cái đầu đây đây, vậy từ đây chính là cái đầu. Biết anh xác định cái đầu như nào chưa? Nói đi, hỏi những người, hỏi những Hai người anh đúng không? Ban đầu mặt nhá, nghẹt ban đầu đấy, là chia đôi, mặt nghẹt. tập trung vào ban đầu là chia đôi chiều cao của người nó này, thì điểm chia đôi ở đây. Sau đó là mình không quan tâm từ phần dưới này nữa mà mình chỉ quan tâm từ điểm chia đôi ở lên phía trên thôi. Và cái cách đo dễ nhất đó là mình sẽ lựa chọn cái cách đó là lấy tỉ lệ cái đầu đúng không? Thì đến điểm này thì ở đây sẽ ba cái đầu xuống đây, anh sẽ lựa ở đây luôn. Đây như ba cái đầu thì đây cái đầu mà anh đã xác định được cái đầu đúng không? Từ đây cái đầu này thôi cứ đóng Cái khung cho anh cái điểm này ạ. À, lấy chiều ngang so với chiều rộng này, nó ra ngoài đây. Ra ngoài đây nếu như như thế này mình đo ấy, mình mà mình chưa có kỹ năng ấy thì mình đo nó sẽ dễ bị sai số. Đây này, như anh ấy lấy được khi mình đo như này rất là dễ bị sai số. Như anh ấy lấy được ngay là đây đó. Nhưng muốn mà nó xác định chính xác thì mình phải đo từ cầm đến miệng chia cho ngay ra. Nó giống như cái bài tượng của mình ấy, tượng thì ai cũng được vẽ rồi nhỉ, có ai được vẽ không? Ồ em là chạy nhanh à? À, mấy phần đấy thì mình nói mấy phần, một hai ba ba bốn phần, bốn phần ở đây đây. Tại vì đây chính là chân mày này, đây chính là mũi này đấy. Cái này đâu này chưa anh đòi này. Ồ, cái này là cái đồ tượng thôi. Hai ba bốn phần lên trên nền đó, thì em chia luôn thì đây chính là mày này. Đây là mũi này, đây là cằm, đây cứng mặt rồi. Bây giờ mới bắt đầu chiều dọc, từ từ anh cũng thấy đâu xoáy những cái mà nó lẫn lộn nhưng không có mình sẽ bị sai. Đây xóa thẳng đây, đây là cái thằng điểm chia đôi, cái thằng tay. Đây là ngực đấy, đây là phần dưới ngực này, hai cái phi sẽ nằm đây không, hồi nãy là đo rồi, hai phi sẽ nằm đấy. Bây giờ ngắm cho anh cái bố cục trường ngang, trường ngang này. Khi mà người mở như này đúng không, thì mình cứ tưởng tượng một cái khung giấy, đây khung tờ giấy chia đôi này, mình lấy cái đầu, mình lấy cái đầu làm định vị này, định vị cái đầu từ điểm xa nhất đi đây này, so với cái đầu điểm xa nhất bên đây này, bên đây xa nhất là đây này, bên đây xa nhất là đây này. Anh đang loại trừ cái này ra. Còn nếu nếu mà mình vẽ mà có cái ghế này thì mình hãy tự đặt ra một khoảng cửa coi như bên đây không có giấy để dành cho cái khoảng để mình vẽ cái tờ giấy, thì anh sẽ đặt ra một khoảng cửa đây, đây để anh dành cho cái ghế này, coi như đây là không có giấy nhé, đây là khung giấy này. Và điểm chia đôi của khung giấy sẽ làm đây này. Đấy, anh lấy điểm này, cái đầu này so với điểm này, đầu này so với điểm xa nhất thì ngắm xuống, ngắm xuống này chụp mặt này, ngắm xuống thì có vẻ là hai thằng này thì cái bên này nó ngắn hơn chút xíu này. Đây nhá, đây là trục này. Trục của nó là nằm đây này. Trục này là trục chia đôi ấy, có hiểu không? Trục chia đôi đối đầu ấy. Thì lúc đấy mình mới quay sang đôi hàng ngày, nếu mà mình đấy mới quay sang ngắm mình chiều rộng ra xa nhất bên này rồi xa nhất bên kia rồi tóc nó là đây. Đây anh lấy như này luôn thì đây đúng không, thì phải bẻ bẻ lại ở đây, đây chính là cái đầu thì bên kia chỉ là đây chính là cái đầu
biết cách lấy cái vị trí cái đầu chưa? Để nó đến khi vẽ được ngươi trường hợp mà nó bị thiếu. Cái lấy chưa? Thầy nhìn thấy thế này. Rồi. Trái nó đang gì à? Đã xe. Xê lại này, đúng không? Xê dịch lại này. Cái đám này nếu mà thích xóa thì xóa luôn đi. Cho đỡ bị đơn giới gen. Từ cái điểm đầu sọ này anh lấy người trước này. Vút này, vút xuống này. Cứ vút xuống phải lái này. Nắm này. Đối với người ấy, thì dễ nắm hơn nhiều ở chỗ cỡ đấy. Cho nên người đứng là xa tầm nhìn. Gần giờ cái bút kéo đít ngay chụp đường thẳng luôn. Đây, nắm xuống này. Anh kéo một đường đi qua đây. Đấy, nó đi qua đây nha. Thấy chưa? Nó đi qua đây này. Na ná ở đây mình cứ đi qua đây này. Mà cái điểm này gần điểm tay đúng không? Từ điểm tay này anh có thể xác định được cái đoạn này luôn, đoạn người luôn. Từ đây xác định bằng như nào? Nắm luôn cái đoạn này luôn. Từ điểm tay trên nắm luôn đây cái đoạn này. Thấy chưa? Đây là anh đang vẽ ước lượng đấy. Chứ anh chưa vẽ cái chỗ nào chính xác đâu. Để tạo cái khung. Này nắm xuống này. Wow. Nắm xuống này. Xác định tổng thể cái khung hình này. Đây á. Đây đi, cho đứng ở đây. Tạo cho đứng vào đây. Thì đây chính là cái vị trí. Cái đùi chân phi ra. Cầm một bút bút nha. Cầm bút bút. Đây là dụng khung hình thôi. Để mình biết cách chỉnh sửa xa kiểu nào. Cái độ rộng của tay này khi anh đã có cái từ cầm lên mũi từ mũi chân mày rồi anh đánh ngắm để so sánh luôn nó bằng từ cầm lên mũi đây cái tay này chính là điểm này đây đấy mình tự quát mình tự quát trước luôn xác định cái lồng ngực trước này đo lại cái đất ăn này từ đến đỉnh đầu lên cầm này hai cái đầu nằm xuống đây dưới đường dưới đây thì cái đường ngực sẽ nằm đây ngắm ti này cái này để xuống ti là từ bên đây tức là mình đang đi rất tổng thể bắt hình rất tổng thể ra cái này lấy ti mình ngắm lên chia đôi đúng không đúng chưa tạm thời là chia đôi tạm thời ti là sẽ thằng này trên thằng này dưới đúng không cách mình bắt đầu bẻ từ đây sẽ lần lượt này nhìn này, anh vẽ anh không có theo một trình tự nào hết mà anh chỉ giấu hình và anh sẽ bắt hình tổng thể trước cái nào vẽ trước anh bắt trước anh bắt hình tổng thể cái pin này sẽ nằm trên đây đây là đường lượt từ dưới này bắt hình vẽ nhau này. Đánh nhìn tư duy nhá đây là đường dưới này đó những cái đồ ngủ đầu thì đây anh cứ đĩa một hình tổng thể trước này thằng này anh kéo hẳn lên này nó sẽ gần lên áo ở đây thằng này bờ vai này tạm thời có thể cho nó ở đầm trục đúng không tạm thời đo anh bờ vai này coi sao này bắt từ đâu bắt đây không bắt được đúng không bắt từ tay bắt từ điểm đi lên nó đi vào đây nó đi vào đây vậy thì cái điểm thừa này nó bằng từ đây đến mũi này đây là đang dựng ở mức độ tương đối hết không có chỗ nào chính xác hết để mình bắt khung hình à mình đang bắt cái khung hình đây đến xương vai nhá từ đây đến đây độ xa này thấy chưa độ xa này đây là xương vai này. Đó chính là xương vai thằng này ngắm lên này xuyên này đúng không ngắm lên cái xương vai kia nó xuyên này nhưng mà anh đôi xương vai trong đây á anh đôi vai ra đây này ngắm đây thẳng dốc xuống hay là thẳng đây tạm thời là thẳng tức là cái bờ vai nó rộng nhất cũng chỉ nằm đây thôi từ đây tin đây có này đoạn này xuống đây có đo không nếu mà ngắm được như thì càng tốt nhưng mà mình chưa quen mình phải đo đây cứ lấy cái mặt làm cơ sở cho anh cứ tại sao mà anh không bao giờ anh đặt một cách chi tiết tại vì anh đang dựng đường vẽ mà nhanh sẽ không bao giờ anh
anh đang ngồi ngắm tìm chi hết hả? Anh đều ngắm tương đối. Đây, ngắm tương đối này. Đây chính là điểm trung quẩn đúng không? Ti ngắm xuống, ti ngắm xuống. Đây chính là điểm gì đây? Kiểm tra lại cái ti. Đóng lên, chia đơn ok. Ok. Ngắm xuống này. Đây. Cái điểm tay này, đẩy về đây. Đây chính là điểm thở, đẩy vào đây. Đấy. Mình bắt các tổng thể nha. Thằng này nhắc lên. Kiểm tra ngày thằng này chóng qua. Thằng này chóng qua gần. Gần đây, đầy đúng không? Gần đây. Tầm nhìn cái bờ vai nó ra tận đây nhìn nè. Bờ vai phải ra đây một tí nữa. Tại vì ở đây anh đều làm tổng thể hết. Nên là mình được phép xê dịch một khoảng rất nhỏ. Được phép xê dịch. Đi hết tầm này. Quy cái gót này. Nhắm răng tổng thể này. Có thể cho nó là bằng, có thể cho nó là bằng, tạm thời nó bằng rồi tính sau. Để kiểm tra hình đó. Đây, hồi nãy thằng này chiến, đây thằng này chiến lại. Thằng này đang hình. Cứ thẳng xuống này. Cứ thẳng này. Thừa đúng không? Thừa cái đoạn này đúng không? Cái đoạn này thừa ok. Gót này. Lấy cái đoạn này độ rộng cái tay này so với từ đây đến đây nó lên những cánh mũi này nhìn dung ra đây đây cánh mũi này nó là đây ở đây mình đang dự tương đối hết tìm ra được cái điểm lách này nắm xa so với từ đây thì phần này của mình đang rộng hơn này hẹp hơn tao bị sai nó đang có vẻ là gần trung điểm nằm trên cao đây đúng không. Trong khi cái tay của mình nhằm đây thì mình phải đẩy lại lại đúng không? Quan trọng là cái này này, hai cái điểm ti của mình đã đúng hay chưa này? Mình thường quên hai điểm ti. Nếu như mình không đo cái này, mình không đo hai cái nách này, tốt nhất là đo hai nách trước này. Đo hai nách thì kiểm tra sai số này, gần bằng cái đầu. Ở đây mình toàn dựng đúng quá đấy, gần bằng cái đầu. Đấy. Cái này đúng không? Cái này bờ vai đây, cái này đây, nó gần vào cái đầu này đẹp, đây là cái đây, cái đường sai nhất, làm đây, nhìn chưa? Như phải để lại này, kịp ra, cái này mà sai nhất là đây thì đóng lên, đóng lên cái đoạn này, cái đầu mình sẽ đếm về đây, đấy, cái mình đã đóng khung rồi, tuy là đây ok luôn. Giữ như vị trí đi luôn. Tay ở đây giữ như luôn. Thế là mình lấy tay này giữ như. Cái đoạn này tại sao mình đẩy lại đẩy như đấy làm cái diện luôn. Đẩy như là cái diện luôn. Vậy thì mình phải xê một cái ti này ra ngoài. Đó. Đó. Mình đi tổng thể là mình đi như thế. Và đừng có một tí là tẩy nhá. Khi mà mình làm khối hát là đừng có một tí là tẩy. Tại vì tẩy nó sẽ làm cho bài xấu đi. Mà mình sẽ làm lâu hơn rất là nhiều so với không tẩy. À, đúng không? Mình sẽ ngắm được luôn chuông quần tay đây à. À, cái này lên trên này. Cái này lên trên. Cái này đến tay ban đầu của mình sẽ đẩy xuống xuống một chút xíu. Tại vì từ trước là mình toàn dựng tổng thể mà. Nên là mình sẽ được phép chỉnh sửa những cái thứ nhỏ nhỏ. Bản thân mình cũng tổng thể thì có bao giờ chính xác 100% đâu, đúng không? Nên là mình sẽ được sửa ngay. Đây chính là cái ngực nè, bờ vai của mình khuôn mình nó nằm đây rồi này à, ngắm này à, thì từ đây rất dễ làm việc rồi, từ đây rất dễ làm việc. À, được phép xê vài phần không sao hết tại vì mình đang làm tổng thể hết mà. Đây ngắm lên, đây là rốn đúng không, rốn này thằng này ngắm lên đi qua đây ok chưa, đây mới chính là điểm mọc lên cái đùi chân này, ngắm đùi này độ xa này, cái vấn đề là thằng này đế độ xa này đó, độ xa này đo độ xa này cho anh
Nắm lên, nắm lên, nắm đâu, nắm đâu, nắm đây à? Đó, thì nó nằm đây. Nếu mà mình quen mình nhìn một cái là mình biết ngay nó nằm đầu. Đây, đây chính là cái điểm này lại nắm lên đúng không? Điểm này lại nắm lên. Nó đi qua cái này một chút xíu. Được chưa? Đi qua một chút xíu. Rất là thằng này chém trung điểm thằng này. Ok không? Đó. Khá là đơn giản. Thằng này đi qua bụng phình đây, bụng phình đây. Mình đang đứng rất tổng thể. Quy vào đường thẳng đứng, thằng này nó xuyên nhá. Nhớ nhá. Quy vào đường thẳng đứng, thằng này xuyên, ngắm lại ngắm sang. Đó, thấy chưa? Mình dựng nó là như vậy. Bây giờ mới bắt đầu. À, ta gần này, thấy chưa? Mọi người đừng có được nắn nốt nhá, đừng có đẹp nhá. Đẹp cũng không lên được đâu. Thằng này quét. Bây giờ quét thế này thì mình phải kiểm tra cho những cái đùi chân. Đây. Thứ này đứng một trụ là nó bị đau. Em sướng hết quả. Hả? À? Em mình cười. Ok. Ồ, rất ok nha. Cái đùi chân này rất ok. Điểm mới gấp này, ngắm được gấp bố đầu tiên này, bấm xa. Nếu mà mình quen rồi ấy, anh ấy mất công anh chỉ ấy, chứ quen rồi là dùng mắt đẩy luôn cho anh. Anh ấy mất công chỉ cho mình thấy. Quen rồi dùng mắt đẩy luôn. Mình học khối hát là mình phải đưa mắt nhiều à. Thằng này, cái đáy này nó rộng chút xíu. Đây. Nó rộng một chút xíu này. Khi mình gấp như này mình phải đẩy cái đùi này nhá, độ xa nó như này ra ra cái đường chuồn này hãy để nó làm chuyện luôn, tại vì nó rất nhiều thứ, hãy để nó làm chuyện luôn. Lấy những bó chân nắm lên, đính 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 này, nắm lên, nó đi qua đây, thì đây nó lại chạy về đây, đính này đúng không? Đính này đây ok, nắm lại. Đó, cái độ xa này đang bị xa quá so với mẫu này, thu gần lại để đấy làm cái chuyện tối luôn. Khi mình đo cái này, nếu khi mình đến cuối cùng mà nó chạy đến đây cũng đừng có ngạc nhiên nhá, nó có chạy xuống đây đừng có ngạc nhiên, tại vì tất cả mọi thứ mình đều phép được phép thay đổi bản thân ở trên đây rồi, thì ở dưới đây nó chạy xuống thì cũng đừng ngạc nhiên nhá. Mình đo không bao giờ mình đo một cách chính xác 100% khi mà mình tự tổng thể như này, mà mình chỉ ngắm cái hình cho nó tỷ lệ tương đối thôi. Đây, anh có bao giờ anh xác định chính xác một ly như nào không? Không, anh để mức độ tương đối hết để mình còn chỉnh sửa mà. Quy vào đường thẳng đứng này xem nó có thẳng không, nó xiên ở đây một xíu nó hơi cong thì làm đây ok rồi. Độ này phải ngắm này, độ này chắc chắn là phải đo cái bụng chân này, tất cả mọi thứ đều lấy từ trên đây lấy xuống rồi thì tất cả mọi thứ sẽ trong cái tỷ lệ của nó ổn định luôn, chứ đừng có hôm nay thì dựng cái thằng này lấy ở đây, hôm sau lại thằng này lấy chỗ khác nhé, lấy tất cả mọi thứ đều từ cầm soi lên thì nó sẽ ổn định được cái tỷ lệ cái gì đây, cái xương ống đồng chân đây đúng không, có thể ngắm để đo tỷ lệ. Bình thường anh nhìn cái là anh đẹp luôn. Chả là mất công cầm cái mút đo làm gì nó mỏi tay. Thì thế không nhìn anh dựng dễ này đấy, nhưng tí nữa em dựng nó khó đấy. Nhìn anh dựng dễ đấy. Học vẽ nó có một cái tật hơi xấu là nhìn khác dựng thì rất đơn giản. Mình vào thì không hiểu tại sao. Anh không giải thích được. Cái này thì các bạn đang giải thích cho mình thôi. Thế là xong một cái hình rồi đấy. Bây giờ chứ cần đo luôn cho anh, bấm luôn cho anh, thích bấm luôn từ đây cho anh này, từ gót luôn, xác định luôn. Đấy.
Rồi nếu mà lúc đẹp trời nào đấy lỡ cái tóc nó bay nên cũng đừng ngạc nhiên nhé. Cứ phải đo làm sao, có nghĩa là mình đừng có vẽ theo cái mức độ là mặc định. Cái ban đầu của mình này nó nằm ở đây thì cứ nhất định đầu phải nằm đây thôi, có phải không nhá? Cái khi mình dựng lên thì mình lên đây tí sao cả, vì tất cả mọi thứ mình đều thay đổi mà, nó xuống tại đây này, thấy không? Tất cả mọi thứ mình đều thay đổi, tại sao mình không thay đổi được? Đây chỉ là cái khung thôi, đây ngắm lên, có thể nói là nó gần như bằng cái này đúng không? Nó vẹo ở đây, nó vẹo ở đây, đó, nó là như thế này, ok không? Đó, thằng kia ta đừng có giải khuất nhá, coi nào, thằng này ngắm đây, lên chút xíu, hình tam giác này để lên khoảng trống này, để khoảng trống ấy thôi, chấm cao lên chút xíu nữa, đi sang phần này, đây, chấm cao chút xíu như đây, đó, thì nó là dừng ở đây, nó dừng ở đây, đóng khung nó lại, thì đây chính là vị trí cái chân của mình như thế này đúng không? Đó. Đây, để xa nhất này, đây để xa nhất này, đúng không? Thì khi mình tổng thể cái hình nhé, mình cứ thoải mái tay này, thằng này thu vào, ok, thu vào, vẽ đừng có quên điểm ra để vào nha, thằng này đây, thằng này từ đây, thôi cái đấy mình đo sau, nếu ai là vẽ tượng thằng này rồi thì rất là đơn giản luôn, nếu là vẽ tượng rồi rất đơn giản, thế là chỉ bắn lên cái cằm để ở đây. Ok nha, tôi cảm vào trong đây rồi, sâu đấy, vào rất sâu nha, vào rất là sâu đúng không? Cảm nó vào tận đấy quá sâu, cái này quá ok rồi đúng không? Phải xóa cái thứ gì ta lên trên đi, cái này là cái luôn luôn phải đo tiền này, cái gì đây? Từ dãy tai đến cái mũi, thứ nhất đo đến bụng mắt đúng không? Mắt nằm ngà ná đây, tất cả anh đều đặt ngà ná hết nhá, anh không đặt đúng chính xác 100%, tại vì cái này mình sẽ được phép xây dịch nó thoải mái tay hơn thằng tượng nhiều. Thằng tượng nhà mình nó vẫn gò bó về tay. Ôi giời ơi, đấy, thoải mái đi. Ra cái không hình rồi mình biết chỉnh sửa, nhưng chỗ nào sai chỗ nào không sai là biết ngay. Quy rất là đơn giản đi. Rồi thế này là xong rồi này. Bây giờ mình chỉ việc chỉnh sửa cái bài của mình thôi. Khi mà người mẫu ngồi ấy là người ta chỉ ngồi 45 phút thôi nha. 45 phút đầu tiên mà không xong hình tổng thể thì lúc đấy là đừng ngồi á. Xong như thế này là xong tổng thể này. Bây giờ mình chỉ việc như khi mình dựng hình xong như này này mà 45 phút cũng không sao cả, tại vì mình cũng đã xong cái tổng thể rồi. Lúc đấy là mình chỉ việc ngồi uống tắm lại điểm ta điểm vào cái người mẫu nó như thế nào thôi. Những cái thứ này cứ nắm hết luôn. Lại đầu tiên bắt đầu đóng khung nó lại. Đây. Khi mình dựng tổng thể này mình sẽ biết thằng nó to nhỏ nhỏ này. Đây mình tỷ lệ chỗ này anh chưa đo này. Nhưng khi mình đo nó thụt vào trong này. Nó nhỏ lại, thon lại, hiểu không? Cái này anh đã đo rồi này, thì nó sẽ dừng ở đây. Thế anh đã đo từ đây sẽ dừng. Thế khi mà mình vẽ chính xác thì bắt đầu mình sẽ xong như này, mình sẽ quay lại mình vẽ chính xác bắt đầu từ đây hả? Thì mình sẽ bắt đầu ngồi uốn nắn lại. Chỗ nào cần ra vào, chỗ này ok ổn này, chỗ này ổn này, chỗ này ổn này, cái phần trên này hồi nãy cũng vẽ cũng hơi kỹ nhưng mà cũng khá ổn. Phần trên này thu vào chút xíu này, thu vào chút xíu lại lồi ra này, đó. Cái khi mình chỉnh sửa lại là mình sẽ làm như thế. Đấy là lý do mà anh không bao giờ anh đo một cách quá tỉ mỉ từng nét bút một, anh chỉ đặt tổng thể để anh đo khung hình thôi. Lúc đấy mình sẽ ngồi mình chỉnh sửa lại như này,
không? Thì lúc đấy là những cái ban đầu mình dựng như này này, cái chất chì này nó sẽ là chất mờ sau khi mình chỉnh sửa bằng những cái nét như thế này, đúng không? Bằng những nét này hoặc là mạnh hơn thì cái nét chì này nó sẽ là cái lớp nền ở dưới. Đấy là lý do đừng có tẩy, hiểu chưa? Tấn ngon hiểu không? Vâng. Nhưng mấy cái thứ này tại sao phải tẩy làm gì? Tí nữa để nó mà đan nó sẽ có chiều sâu luôn, đừng có tẩy vội làm gì nha. Như thế này là xong một cái khung hình, kết thúc. Wow, cái này là xong khuôn mặt rồi, lúc đấy mình đi việc ngắm nghía rồi thích làm trời làm đất thì làm đúng không, thích mổ xẻ thì mổ, cái cổ bắt những này nắm lên đi qua đây điểm tai này, tất cả mọi thứ đóng 45 phút thì mình phải xong hết tất cả mọi thứ rồi. Cái cổ khi mà vẽ kiểu gì vẽ cũng phải quy nó vào cái hình khối phi lao này nha, nó lao này đấy, nó lao vào như này đấy. Cái này là phải ngắm này, quy vào đường thẳng đứng nằm ngang ngắm như thế nào đấy, phải ngắm đấy, coi như là xong. Lúc đấy mình chỉ việc ngồi uốn nắn thôi, dừng. Dừng chưa?